Tăng tổng, cô đừng tức giận, đừng tức giận. Tôi sẽ đi xin lỗi ông Lục. Tôi sẽ đi ngay, tôi mua lại một cái ghế còn lại. Giá cao, mua lại giá cao. Anh đứng lại, tôi biết tính khí của anh ấy. Anh ấy nói anh là con chó của Tăng gia chúng tôi. Anh ấy nói sai rồi, anh đã từng là con chó của Tăng gia. Bây giờ, Tăng gia không cần một con chó như anh. Ông tôi bỏ ra từ núi xác và biển máu để trở thành anh hùng duy nhất còn lại. Phẩm giá của ông ấy không cho phép bất cứ ai làm ông ấy dưới bất kỳ hình thức nào. Tăng tổng, tôi sai rồi. Lưu Thị run rẩy, giống như một con chó khóc lóc cầu xin. Tăng tổng, tôi đã sai, tôi không dám nữa. Làm ơn cho tôi một cơ hội nữa. Ra khỏi đây đi, tôi không muốn gặp lại anh nữa. Mãi mãi. Tăng Tử Mặc rõ ràng đã tức giận. Lưu Thị toàn thân lạnh lẽo, không dám nói thêm nửa câu, đứng lên và đi ra ngoài. Đăng bài, mọi công ty không được phép dùng Lưu Thị này nữa. Ai dùng anh ta, khai trừ, không bao giờ được thuê. Vâng, Tăng tổng. Chiếc ghế tôi mua, phiền giám đốc Đàm thông báo cho anh ta. Tôi mang về giúp anh ấy sâu hạt. Lục Phi tiên sinh máu trẻ tuổi, tính cách thẳng thắn, lời tức giận nhất thời. Tăng tổng, đừng bao giờ ghi nhớ. Tăng Tử Mặc giật mình, đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp như hoa hồng nở. Lục Phi, hóa ra tên anh ấy là Lục Phi. Cuối cùng tôi cũng biết tên anh ấy rồi. 10 giờ tối, Lục Phi đưa chú Sáu và Đâu A từ tiệm lầu tự chọn của bà Tiêu đi thẳng đến công viên an ninh. Trong hồ nước ở công viên an ninh, chú Sáu lấy một hộp đồ lên, đơn giản là xem xong mọi thứ. Đó là một ngọc quan âm, một con dấu tương vương, một ấn hoàng đế đại tây. Những thứ khác đều là bông tai vàng, nhẫn, vòng tay và những thứ tương tự. Xem xong, Lục Phi vui vẻ mất 120.000 cho chú Sáu. Khi giao dịch, chỉ có hai người là chú Sáu và Lục Phi, còn Đâu A thì bị chú Sáu chùn bước sang một bên. Chú Sáu gật đầu, thể hiện lòng biết ơn. Anh Phi, Dương Vĩ thật đã trở lại rồi. Anh Ngạo, Long Ngạo xảy ra chuyện gì? Dương Vĩ đập phá cửa hàng của anh Ngạo, đánh anh Ngạo, còn có Tam Thủy. Nghe thấy vậy, Lục Phi cũng cảm thấy một luồng nhiệt huyết xông lên não, xông cửa ra ngoài. Lục Phi không thể tưởng tượng được cảnh tượng khi hai người Long Ngạo và Dương Vĩ gặp nhau. 5 năm trước, anh cùng Chu Miểu đánh Dương Vĩ bị thương nặng. Nhà Dương Vĩ gọi mấy chục người đến vây hãm bãi phế liệu. Lục Phi và Chu Miểu nằm trên giường, đứng trước cửa ngôi nhà nhỏ là lão đại Trương Đan. Trương Đan cầm một con dao, đứng ở đó như một ngọn núi. Đây là tuyến phòng thủ cuối cùng của gia đình này. Tuyến phòng thủ đầu tiên là ở cổng trạm phế liệu. Đứng ở đó là Long Ngạo. Long Ngạo chói hai cái dao trên tay, một mình đối mặt với hơn 50 người Dương Vĩ. Có người đến từ đồn cảnh sát, một cảnh sát tên Vương Văn Long là người đầu tiên xông vào, nhặt cho Long Ngạo một mạng. Cuối cùng vẫn là bà Vương ra mặt giải quyết chuyện này. Lúc đó bệnh viện tốt nhất tỉnh đều không cứu được Dương Vĩ, được chuyển đến Ma Đô, bởi vì Dương Vĩ vẫn hôn mê bất tỉnh, không có nhân chứng. Trương Đan đứng ra nói Dương Vĩ là anh ấy làm bị thương. Dương gia bên kia cũng chỉ có thể bằng lòng. Anh Phi, tên khốn đó chạy rồi. Anh Ngạo bây giờ rất dữ dội, một trọi sáu. Anh không sao chứ? 9 người, lão tử làm 6 tên, Tam Thủy là 1 tên, xem như con chó đó may mắn tốt. Nếu xe tuần tra đến muộn thêm 5 phút, lão tử tuyệt đối có thể xử được hắn. Làm sao thành như vậy? Định mệnh gặp nhau, gặp thì đánh, hãy cẩn thận. Dương Vĩ đã học võ, đánh người rất đau. Bên cạnh hắn có một người, ra tay độc ác, đều là thủ đoạn xấu xa, tôi không đánh được. Cái này không dễ dàng. Anh nghỉ ngơi đi, phần còn lại tôi sẽ lo. Đánh cái đầu của cậu, cậu lo không được. Đóng gói đồ đạc, chuyển nhà, đến Đại Phật Thành đợi lão đại gia, đổi địa điểm rồi bắt đầu lại. Tôi mở cửa hàng, anh đến bệnh viện, hắn đến, bắt hắn. Thực ra Long Ngạo bị thương rất nặng, không thể thêm những hiệu ứng màu đỏ, nếu không sẽ không được xét duyệt. Lục Phi đưa Long Ngạo đi bệnh viện, liền lập tức cùng Chu Miểu trở về thu dọn. Làm xong việc này, ngay hôm sau họ mở cửa hàng bình thường. Lúc trợ lý Ý Tuyết mang theo một túi trái cây đến. Tôi đến bệnh viện thăm anh Ngạo. Anh Ngạo bảo tôi mang trái cây cho anh. Anh Phi, bên trong đang làm gì vậy? Thương quá. Dạ ông, lát nữa là được rồi. Anh Phi, anh Ngạo nói, để anh đưa em đi. Lục Phi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, không nói gì. Anh Phi, em muốn đi với anh. Anh đi đâu em cũng đi với anh. Chuyện này tôi muốn tự mình giải quyết. Cô sợ, cô đi. Anh Phi không đi, em không đi. Anh Phi, anh đừng có xảy ra chuyện gì. Nếu anh xảy ra chuyện, em sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân. Đi đi, sau khi chuyện này được giải quyết cô hãy quay lại. Chỉ cần giải quyết anh ta là được rồi. Em nợ anh quá nhiều, cả đời vẫn không thể hiểu được. Chỉ cần anh và Tam Thủy bình an, em sẽ làm bất cứ chuyện gì. Lại đi làm công chúa, ra ngoài ngay bây giờ. Anh Phi, có phải anh chê em bẩn không? Trái tim sạch sẽ là được rồi. Em sẽ không làm công chúa nữa. Em đã hứa với anh, cả đời sẽ không làm. Lúc này Lục Phi đột nhiên ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ, lập tức chạy ra ngoài. Anh Phi, đây là cái gì? Sừng tê giác, đã ra, đây là tê giác châu Á, bên kia Sumatra mới có. Đây là sừng tê giác. Tại sao nó lại ở trong thùng rác? Không biết, chắc là nhà nào chuyển nhà, không nhận ra thứ này thì bị mất, đáng tiếc là bị đốt một ít. Nếu là toàn bộ, là một tác phẩm điêu khắc có thể bán giá cao. Vậy thì cái này không đáng giá nữa. Không, nó có giá trị khi làm dược liệu. Lần trước tôi thấy có người ở trung tâm dược liệu. 3.000 một gam. Thiên học có thể, viết thật không tệ. In ra đấy chứ, nào có ai viết tốt như vậy. Gà ông cung đình, nồi thần tiên của đạo tổ, chính là không biết hương vị như thế nào. Vân gia đang chờ chúng ta ăn cơm. Bữa ăn này dành cho người muốn ăn, tôi thực sự không muốn. Sắp xếp của hạ lão anh không nghe. Vậy thì để họ đợi, tôi thử món ăn đặc trưng của nhà hàng này trước. Ăn ngon, hình như ăn ở đâu đó rồi. Còn nhớ năm ngoái ở Long Hồ Sơn, Trương gia hình như cũng là một nồi thần tiên. Có chuyện như vậy, cái này ngon hơn cái kia nhiều. Tôi nhớ lúc đó Trương gia nói cái gì. Tổ tiên Trương đạo đang tu đạo ở núi Hắc Minh, bổ sung 31 loại dược liệu tạo ra một nồi thần tiên, bồi bổ sức khỏe cho đệ tử, lưu truyền đến nay là bí mật của Trương gia.
Trương lão thái gia là nói quá lời, thực ra cái này ngon hơn của nhà họ. Phố phường giang hồ, tàng long ngọa hổ. Ông chủ, gà của anh cân khá đủ. Đã nói với anh không ăn hết. Thật sự không ăn hết, Tiểu Bạch nói, chữ của anh viết rất tốt, tôi thì nghĩ anh làm thức ăn ngon hơn. Anh là một đầu bếp bị trì hoãn của thư pháp, tên tôi Chu Hạo, anh cũng có thể gọi tôi Văn Sơn, anh ấy tên Vương Vĩ, từ Tiểu Bạch, anh bạn gọi là gì? Lục Phi, kẻ dân đen không có họ. Để dành bụng đi ăn lươn đậu phụ phủ thuộc vương, ngày mai tôi quay lại. Ngày mai, không nhất định ăn được. Hai ông chủ giàu có. Không phải giàu có, là công tử thật sự. Chu Miểu nháy mắt, dường như không hiểu được lời của Lục Phi. Lang Gia Vương, Nhuận Nam Chu, một gia tộc vĩ đại 2000 năm. Anh Phi, anh là nói họ còn có gia tộc lâu đời như vậy. Họ sống lâu hơn cả lịch sử. Dừng một chút, ánh mắt Lục Phi lóe lên một chút lạnh lùng kiêu ngạo. Ân đức quân tử năm đời bị đoạn, không thấy bóng dáng thời loạn, thịnh thế bay đầy trời, một lũ chuột khốn nạn. Anh Ngạo, sao anh về rồi? Chuyện nhỏ, quảng cáo bên ngoài cậu viết. Ừ, món ăn đắt tiền như vậy cậu bán cho ai? Trên phố này ai có thể mua được cái này? Vẫn phải để tôi đến, giúp tôi một tay. Đầu bếp anh em đại bản doanh xuất hiện, khách hàng lật lượt đến, tiếng la hét tiếng đánh đấm lại vang lên. Lửa rất mạnh, phổ biến hơn, ngày tháng lại khôi phục lại tiếng ồn cũ, các loại âm thanh khác nhau ở lối vào quán. Bên cạnh các gia đình ồn ào, một mảnh ồn ào náo nhiệt, quán ăn hôm nay kinh doanh đặc biệt bùng nổ. 5 giờ sáng, cuối cùng đã dọn dẹp xong, hôm nay là Lục Phi đã chăm sóc nó. Chân Long Ngạo vẫn run rẩy, làm Lục Phi mũi đau nhức. Chu Miểu hôm qua bị đánh một trận, hôm nay lại mệt cả đêm, cũng mệt mỏi không được, bị Lục Phi đuổi lên gác mái nghỉ ngơi. Rất nhanh, tiếng ngáy của Long Ngạo và Chu Miểu lần lượt vang lên. Xin hỏi, đây là cửa hàng của Long Ngạo? Âm thanh này giống như tiếng sét từ trời xanh, nổ trên đầu Lục Phi. Đan, anh Đan. Khoảnh khắc nhìn thấy Lục Phi, người đàn ông mở to mắt, tất cả đều là sốc và chấn kinh. Lục Phi hét lên thất thanh, vội chạy qua ôm nam nhân này, mỏng manh và gầy, gầy gò xương sẩu, gầy da bọc xương. Giờ khắc này, Lục Phi lại ôm một ngọn núi, chính là nam nhân này. Năm đó tay cầm dao đứng trước căn phòng nhỏ, mang theo thùng nhựa, trong thùng nhựa là hai thùng xăng đầy. Ai động đến anh em tôi, chết cùng nhau. Anh Đan, sao anh có thể? Có phải được thả ra trước không? Đúng, cải tạo tốt, được thả ra trước 3 tháng. Chúng em để đón anh, em sẽ đón anh. Đón gì mà đón, không cần đâu, các cậu kiếm tiền tốt là được. Trương Đan đi bộ về từ Đại Phật Thành, đi một đường hỏi một đường, đã đi hết 200 km, đi suốt một ngày một đêm. Anh ấy được 3 anh em cho tiền, nhưng anh ấy không dùng, đi cả một ngày một đêm, lại đi bộ 10 tiếng ở Cẩm Thành. Thật khó khăn nhưng thật không quan trọng. Suốt 5 năm ngồi tù khiến Trương Đan trông có vẻ hơi buồn tẻ, như một ông cụ non. Lục Phi nhíu mắt lại, cố gắng cười, trong lòng đau đớn, trong miệng không ngừng kêu, anh Đan anh về là tốt, quay về là tốt, ăn đi, ăn không đủ em lấy cho anh. Đồ ăn. Phi tử, cậu thay đổi rồi, một số không nhận ra. Anh không thay đổi là được rồi, anh ăn đi, em gọi lão nhị và lão tam xuống. Đừng gọi, để họ ngủ, hai chú sấm, la hét còn to hơn trước. Ăn xong Lục Phi lại giới thiệu cho Trương Đan các loại thủ tục của trạm phế liệu. Tay Trương Đan không ngừng run, mặt mày run rẩy. Tốt. Anh Đan, sau này anh sẽ phụ trách trạm phế liệu. Tôi không thể, 5 năm nay tôi học đều là nghề cơ khí. Tôi không biết làm những việc kỹ thuật này. Anh quản, anh có thể, lão đại, anh bảo em chăm sóc các anh em. Em đã không làm tốt nhất, em hứa với anh, sau này chúng ta sẽ tốt hơn. Trương Đan nhìn Lục Phi thật sâu, đối mặt ánh mắt thẳng thắn của Lục Phi, đầy sự chân thành. 5 năm, cho 5 năm, một người có thể có mấy 5 năm? Khoảnh khắc này, cuối cùng Trương Đan cũng phát tiết ra tất cả những cảm xúc dồn nén suốt 5 năm nay, cuối cùng cũng được giải tỏa vào lúc này. Đi bộ 30 tiếng đồng hồ, khóc mệt, Trương Đan nằm trên bàn ngủ say. Ngày hôm sau, ba người Lục Phi đã giấu giếm Trương Đan, anh ấy để Chu Miểu và Long Ngạo tạm thời trốn đi, bởi vì trên người họ đều là vết thương. Anh ấy tìm một lý do, nói là Tam Thủy mang theo Long Ngạo đi Dương Đức kinh doanh phế liệu. Đêm hôm sau, nên đến vẫn là đến rồi, Lục Phi mấy người sớm đã tách Trương Đan ra ở đây chờ đợi. Họ Lục, tôi đã trở lại. Tôi thấy rồi, anh vẫn còn sống, tôi rất là vui. Tôi rất ngạc nhiên, như vậy đều có thể giữ được mạng anh. Lục lão tam, ta nằm mơ đều chờ ngày hôm nay, nằm ở bệnh viện Ma Đô 4 tháng mới tỉnh lại. 1 năm rưỡi mới xuống giường được. Phải uống thuốc trung y mất 3 năm mới cứu được mạng tôi. Anh mạnh lớn. Họ Lục, anh sống rất tốt, tôi thật là vui mừng. Thực sự, trong 5 năm qua, tôi không có một ngày nào không nhớ anh. Mỗi ngày tôi đều cầu xin trời phù hộ cho anh được bình an và khỏe mạnh. Kết quả thật sự là như vậy, tôi đã tìm anh từ tuần trước khi tôi trở về. Anh biết không? Có giỏi thì làm đừng nói nhảm, anh muốn trả thù, lão tử cũng trả. Long Nghị Cầu, anh điên lắm, lát nữa đứng thẳng cho lão tử. Anh Quang đặc biệt dặn dò, anh, giữ lại để anh ấy dọn dẹp, Chu Bằng Tử, còn có anh. Tôi không sợ anh. Vì anh đã đến rồi, vậy thì là một lần rồi thôi. Nói hay lắm, một lần và mãi mãi, một lần giải quyết các anh. Kế tiếp là cảnh không được xét duyệt, chính là ba tiểu đệ của Dương Vĩ lên trước. Lục Phi ba người khiêng nó xuống rồi, sau đó chính Dương Vĩ cũng tham gia. Trương Đan biết chuyện cũng tới rồi, làm Dương Vĩ trước mặt anh Quang. Dương Vĩ cũng là anh rể của anh Quang, hắn vẫn đứng xem kịch. Sau khi Trương Đan xong việc, anh Quang ra tay vẫn không thể đánh bại gã liều lĩnh Trương Đan. Cuối cùng anh Quang rắc rối lấy ra súng ngắn làm Trương Đan. Thấy mấy người nằm xuống, anh Quang mới dẫn người rời đi. Sau cuộc chiến, Lục Phi 4 người, Long Ngạo, Trương Đan, Chu Miểu bị một đám người áo đen khiêng lên xe, chạy nhanh nhất đến bệnh viện gần nhất. Những kẻ hiểu nghĩa thường bị coi thường. 4 người này, tôi phục. Tôi biết anh nghĩ gì. Người đứng sau người đó, chúng ta không thể chọc. Dư Thu Quang, chi phí y tế của họ tôi trả rồi. Để tôi đi, anh, đợi anh làm gia chủ rồi nói. Quá thảm hại.
Vốn tưởng bọn họ chỉ là một đám liều lĩnh. Tôi sai rồi. Trên người hắn có hình bóng của chúng ta. Không không không, chúng ta có hình bóng của anh ấy trên người. Đi thôi, nhà họ đang ở đỉnh cao quyền lực. Chúng ta không thể phạm. Mây đen sau cùng không thể che được tia chớp. Cẩm Thành này, tôi không muốn ở đây nữa. Thật sự là không nên đến Cẩm Thành. Để ủng hộ kinh phí cho kênh, mọi người hãy subscribe giáp vào cày view hoặc donate cho mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ kênh.